Kiểm tra đi. Nơi chiến trường quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa hư không. Tìm đấy anh ơi, tìm đấy. Cho con niềm vui đó, mùa xuân đã hoa không còn, con vui đầy tôi ngọc. Thế em có làm video tháo bỏ hết ra rồi. Cái này tôi xem hết ở trên video rồi. Quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm hôn. Hôm trước thì là trên Zalo gửi cho tôi cái video như này. Rồi theo hướng theo hướng. Từ hôm giờ bận quá không đi được, không xuống được. Hôm nay tranh thủ hôm qua có bạn lấy nếu chiến tranh anh đưa em về thắng lại vùng thắm lại thôn xưa xa từ khi lứa cửa hàng còn rất nhiều những dòng bãi Mỹ xinh đẹp nhá. Cặp có ba cặp bát 30 cặp bát 40 của JBL. Ồ thế này phải để một chiếc nữa ở ghế đằng sau đi. Có phải để ở ghế thôi. Một chiếc ở đây, một chiếc ở ghế thôi. Chị quan kia thế nào mà chờ được là này. Hả? Hôm xưa để đứng. Ngứa lên vẫn được mà. Để đứng lên. Để đứng. Để đứng đâu? Hôm xưa là để đứng không vừa. Ngứa cũng được mà. Đứng không đóng được, ngứa. Đang ngứa hai đôi úp vào nhau đi. Đang ngứa hai đôi úp vào nhau. Có vừa không? Hết đấy. Xem đôi kia chồng lên nữa xem nào. Bác có cái miếng bìa chụp kê đi. Đây có bìa. Anh ơi kê cái bìa này vào anh ơi. Đúng rồi. Cho xin nó khỏi. Cho nó khỏi xước ở đây. Đây đây. Cành không đóng được thôi, để lên trên đi. Để lên trên.
Để lên ghế kia được mà. Hôm trước mấy người để lên ghế ở trên này. Ngon. Có người ngồi đâu. Người. Anh đoán là vâng, mến chào các bác nhá. Một đôi TV PV115 tiếp tục lên đường vào buổi sáng ngày 4 tháng 10 năm 2020. Vâng, các bác đi. Vâng ạ. Ở tay anh cái nhá. Ok. Chào anh nhá. Tay em đi. Anh về nhá.